Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự thật đằng sau tấm huân chương lao động hạng 3 của ông bà chủ Vạn Thịnh Phát là gì? Những thông tin bí mật không thể qua mặt được người sử dụng mạng xã hội mới nhất là thông tin Vào năm 2011, bà Trương Mỹ Lan được nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng 3 Khiến dư luận hết sức bất ngờ Hầu hết các vụ bê bối liên quan đến các đại án lừa đảo đều có bóng dáng của chiếc huân trường lao động hạng 3 của nhà nước Việt Nam. Trước đây, công ty cổ phần Việt Á đã được ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng đó là một ví dụ chùa xót Xong có lẽ người ký tặng huân chương lao động hạng 3 cho bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phải là ông Nguyễn Phú Trọng mà người ký tặng lúc đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sàng vợ chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát và hai tấm huân chương lao động hạng 3 được tặng. Cần nhắc lại vào năm 2014, trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, có ông Dương Chí Dũng với tư cách là một nhân chứng. Ông Dương Chí Dũng là anh trai của ông Dương Tự Trọng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, viết tắt là Vinalai, đã bị kết án tử hình trong một phiên tòa trước đó. Lần này ông Dũng khai trước tòa rằng Ông đã nhận của bà Trương Mỹ Lan Một triệu đô la để chuyển cho tướng Phạm Quý Ngọ Thứ trưởng Bộ Công an Trong đó nhờ đứng Ngọ đưa cho Bộ Công an Trần Đại Quang 500.000 đô la Đây là tiền lót tay cho việc Chuyển đổi công năng sử dụng Khu đất cảng Nhà Rồng Khánh Hội Ở quận 4 sau khi cảng Sài Gòn di rời Rất may cho bà Trương Mỹ Lan bởi sau lời khai của tử tù Dương Trí Dũng về việc đưa hối lộ kể trên thì Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Không rõ nguyên do giới thạo tin tiết lộ khả năng cao tướng Ngọ đã bị diệt khẩu. Thế là vụ án đó chìm xuồng đúng quy trình bà Trương Mỹ Lan vô can được coi là bất khả xâm phạm, chứng tỏ bà Lan có ô dù rất lớn che chở ngoài ra trong vụ hồ sơ Panama vụ do gì tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài theo dữ liệu được công bố vào tháng 5 năm 2016 thì hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế trong hồ sơ Panama có tên trương mỹ lan và eric chu lập kê tức là chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan liệt kê những vấn đề kể trên để thấy rằng dù rằng hai vợ chồng ông bà chu lập cơ và trương mỹ lan có nhiều dấu hiệu cho thấy họ làm ăn phi pháp không đủ điều kiện để được tặng huân chương lao động hạng ba song rõ ràng ông trấn tấn sang đã sử dụng quyền lực của chủ tịch nước để mà ký tặng không ngoài mục đích tạo tiếng tâm và thanh thế cho bà trương mỹ lan để tiện đường kinh doanh cũng như tiếp tục lừa đảo ông tổng bí thư nguyễn phú trọng và bí thư lê thanh hải khi đang còn mặn nồng. Đó là một tập quán thường thấy của các doanh nghiệp kinh doanh mờ ám, thiếu minh bạch tại Việt Nam, nên họ thường phải tạo ra cái vỏ bọc với mục tiêu không trong sáng. Họ cần rất nhiều những tấm huân chương như thế để mà che mắt dân chúng. Trong một thời gian dài, sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát gắn chặt với quá trình thăng quan tiến chức của ông Lê Thanh Hải, mà Lê Thanh Hải vốn là đàn em của Trường Tấn Sang từ thời ông Trương Sang còn là bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1996-2000. Lê Thanh Hải không chỉ xây dựng quyền lực của mình trong cơ quan thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà ông Hải còn trở thành lãnh chúa Sài Gòn kể từ năm 2006 cho đến năm 2015 khi hết nhiệm kỳ đại hội 11. Cũng xin nói thêm một trong những lý do khiến ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám xử lý sâu chúa Lê Thanh Hải cũng bởi sự liên minh giữa ông Trọng và ông Tư Sang trước đó để mà chống lưng lại cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trong khoảng thời gian từ năm 2011 cho đến năm 2015. Cuối cùng, với sự thất bại của ông Ba Dũng trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội 12, đến đầu năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ hai. Hơn thế nữa, ông Lê Thanh Hải đã có 3 khóa là ủy viên trung ương, trong đó có hai khóa là ủy viên Bộ Chính trị ông lê thanh hải nắm tưởng tận những thâm cung bí sử đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong đảng cũng có tin cho rằng ông lê thanh hải đã bắn tin trong tổng bí thư nguyễn phú trọng rằng lòng vả cũng như lòng sung trước kia anh đã vô trách nhiệm thì bây giờ đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay anh ông tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng đó là lý do dù trên cương vị tổng bí thư nhưng ông Trọng thường xuyên tránh mặt ông Lê Thanh Hải, giới thảo tin cho biết. Một điều dị thường khác với ông Nguyễn Phú Trọng là từ lúc lên làm Tổng Bí Thư khóa 11 và khóa 12 hầu như không lần nào ông đặt chân đến sinh hoạt với các cán bộ đảng tại Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung. Ông Trọng chỉ đến Sài Gòn vài lần để dự ngày kỷ niệm 30 tháng 4 và một lần sau cùng là đến Kiên Giang nơi ông đã bị đột quỵ vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Cuối cùng, vừa tròn 12 năm sau, sau khi được trao tặng huân chương lao động hạng 3, bà Trương Mỹ Lan đã bị Bộ Công an khẳng định rằng bà đã sử dụng các thủ đoạn để chi phối hoạt động của ngân hàng SCB và chiếm đoạt số tiền lớn lên tới 12,3 tỷ đô la. Điều đó cho thấy hệ thống quản lý, giám sát và hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam đã hoàn toàn mất tác dụng. Không chỉ do lợi ích của các thế lực chính trị trong đảng chi phối khi mà thất bại của đối thủ trở thành chiến quả của thế lực kình địch. Vì thế chúng ta đừng bao giờ tin rằng công cuộc chống tham nhũng của đảng sẽ thành công cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Sự thật đằng sau tấm huân chương lao động hạng 3 của ông bà chủ Vạn Thịnh Phát là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng bí thư trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ vạn thịnh phát và trương Mỹ Lan Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 304.000 tỷ đồng, chưa kể số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc lên đến hơn 129.000 tỷ đồng. Tổng cộng bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho nhà nước và khách hàng tổng số tiền 433.000 tỷ đồng. Trong lúc tổng thu ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đầu tàu với kinh tế Việt Nam vào năm 2022 là 471.000 tỷ đồng. Như vậy, trong vụ án Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan đã làm thất thoát số tiền gần bằng tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong cả năm 2022. Trong vụ này, ngân hàng nhà nước phải chịu trách nhiệm về mặt quản lý vì đã bỏ qua các sai phạm gian lận của SCB. Điển hình, tất cả các thành viên của đoàn thanh tra ngân hàng SCB đều nhận hối lộ. Trong đó, cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam trong vai trò là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu đô la, tức là tương đương khoảng 118 tỷ đồng. Thành viên đoàn thanh tra cũng nhập thấp nhất là 100 triệu đồng mỗi người. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn tự cho rằng họ là lực lượng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất trong lịch sử này? Hỏi cũng chính là câu trả lời. Từ nhiều năm nay, công luận đã đặt câu hỏi ai là chủ nhân thực sự của tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải hay bà Trương Mỹ Lan đây? Bởi bà Trương Mỹ Lan đã nhận được sự giúp đỡ hết sức đắc lực của sâu chúa Lê Thanh Hải và nhờ đó mà phát lên nhanh chóng. Được biết, bà Trương Mỹ Lan tên thật là Trương Muội, sinh năm 1956, xuất thân từ một tiểu thương bán vải bình thường ở chợ An Đông. Nhờ trời, bà Trương Muội đã gặp và kết nghĩa chị em với bà Trương Thị Hiền, em gái của cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa, đồng thời là phu nhân của Lê Thanh Hải, tức Hai Nhật, bí thư quận ủy quận 5 lúc đó. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian rất ngắn cuộc đời của bà Trương Muội đã thay đổi hoàn toàn, nhất là sau khi bà Trương Muội đổi tên thành Trương Mỹ Lan cho gần giống với tên của cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa. Trong một thời gian khá dài, nhiều người cứ nghĩ rằng bà Trương Mỹ Lan là em gái của cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa, vì lý do là như vậy. Nhà báo Hoàng Linh, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng chị Lan gia đình mình rất bất thình lình Giàu có, Eric Chu, chồng chị Lan từ Đại Lục sang Hồng Kông Làm tiếp thị bia rồi sang Việt Nam vẫn làm tiếp thị cỏ con Chị Lan cũng khởi nghiệp với chút vốn như một tiểu thương Rồi chị lọt vào mắt xanh của chị 246 Nói thế để thấy xuất thân của bà Trương Mỹ Lan và chồng Chu Lộc Cơ cũng hết sức bình thường, hầu như không có bao nhiêu vốn liếng và tài sản khi khởi nghiệp ông Tổng Bí Thư Già Nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và ông Lê Thanh Hải. Theo giới quan sát, trên thực tế, nhờ dựa vào thế lực của gia tộc Lê Thanh Hải, vạn thịnh phát của Trương Mỹ Lan đã phất lên rất nhanh. Từ những năm Lê Thanh Hải làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến khi ông Lê Thanh Hải lọt vào Ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lập tức bà Trương Mỹ Lan quay ra thâu tóm đất đai vàng và trở thành chùm tài phiệt bất động sản số 1 ở Việt Nam. Kể từ đó, Vạn Thịnh Phát trở thành một tập đoàn khổng lồ với tổng số tiền vốn lên đến, đến hàng tỷ đô la. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các doanh nghiệp liên kết sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị đất vàng, đất kim cương, đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa là nhờ vào thế lực và sự bảo kê của Lê Thanh Hải, Hầu hết các công sản ở Sài Gòn mang ra bán đấu giá đều lần lượt rơi vào tay nhà tài phiệt có tên là Trương Mỹ Lan mối quan hệ giữa sâu chúa lê thanh hải và bà trương mỹ lan được coi là mối quan hệ thâm tình trên mức bình thường đó là chuyện người vợ không cưới nhưng có hai mặt con với lê trương hải hiếu trưởng nam của lãnh chúa lê thanh hải chính là ông trương bảo phương ít người biết cô chiêng dường như là con nuôi của trương mỹ lan và có thời gian hàng chục năm giữ tay hòm chìa khóa cho bà trương mỹ lan lâu nay công luận vẫn thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cơ vị người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực trung ương không đưa Trương Mỹ Lan vào diện án điểm để cơ quan này theo dõi. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam Nếu như vậy chắc chắn sẽ tránh được thất thoát lớn chưa từng có do bị can Trương Mỹ Lan gây ra trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Câu chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ ở phần sau để quý vị thấy trách nhiệm đối với vụ án Vạn Thịnh Phát không chỉ dừng lại ở vai trò của ông Lê Thanh Hải mà còn là trách nhiệm của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nhất là ông Trọng thường xuyên khẳng định công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao con voi Vạn Thịnh Phát vẫn chui lọt được lỗ kim như thế? Chúng ta hãy cùng chờ xem vùng né của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là gì và vì sao mà tải tình đến như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng bí thư trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ Vạn Tịnh Phát và Trường Mỹ Lan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề